sao vậy ta? Có khi nào là bạn Chí Hiếu? Ta nói cái tướng mắc cỡ của chị Su khi gặp bạn đó vui lắm, mọi người nhớ xem nha. À mà trước tiên là phải kể tới câu chuyện chị Su nhà ta bị bạn cho leo cây lần thứ ba cái đã. Mọi người có nhớ hôm bữa có bạn hứa với Su 8 giờ ghé chơi không? Làm chị Su nhà ta ở nhà chuẩn bị sẵn kem chuối đợi bạn luôn. Ai ngờ chơi một ngày mòn mỏi mà không thấy bạn xuất hiện đâu. Thế là ba Dũng nhà ta lên mặt, ba nói rồi con phải tin tưởng ba, chỉ có ba mới đem lại hạnh phúc cho con thôi. Ừ, đi học mới bị cho leo cây có 3 lần mà quên đồ, quên đạt tùm lum. Mọi người hỏi bạn Chí Hiếu sao không thấy ghé nhà kìa hai. Thôi, thôi hả, bỏ đi hả. Xem cái tướng hết tin tưởng vào đàn ông của chị Su nhà ta kìa. Lỡ tối nay mà bạn ghé thì Su có gặp không ta? Đại Su. Ê, công nhận cái miệng mẹ linh ghê. Ê, đi tư, con gái con đứa đi tìm gặp bạn thôi mà, lực lực dữ vậy Su, bạn nào đó. Chí Hiếu hả? Dạ Chí Hiếu của trời. Ôi trời, Chí Hiếu ghé thiệt kìa mọi người. Rủ Su đạp phải đạp mà chứ. Con xin chào con. Chào. Các bạn bụng mồm lên lớp bạn nào? Học lớp Nhiếm. Học lớp Nhiếm à, còn bên này mới là lớp con hả? À thì ra bạn Nam mang áo màu xanh là bạn Chí Hiếu học chung với lớp chị Hai. Còn bạn mang áo màu nâu là học lớp 1 tên Bi. Làm cái gì mà em lật đật dữ vậy ta? À thì ra là em chạy vào nhà lấy kem chuối để đãi bạn đó mà. Thấy hai bạn Nam này cũng dễ thương nhiệt tình mà sao cho Su nhà mình leo cây vậy nhỉ? Ba Dũng bảo với Su là bạn Hiếu cho leo cây rồi. Trời đất, mình tính ra hỏi ai ngờ ba Dũng nhà ta lật đật chạy ra hỏi trước rồi. Thương con gái quá ha. Nghe hai em nhỏ nói tội ghê, hôm qua xe con bị hư, hôm nay con mới sửa xe nên mới ghé nhà Su. Thử Su làm chùi kem chuối ngon không? Trời đất, tụi ba Su nhà mình hiền, ai ngờ ngồi ghẹo hai anh không kìa. Ngon không? Cho bao nhiêu điểm? Su làm cho con là lần đầu thèm qua nhà Su ăn tiếp được chứ.